khu vực có đeo thường vào các ban tổ chức để phát giải ba. Thôi 12 đô vào dưới thế thi đấu. Xin mời bà con cho chàng pháo tay, tôi vợt này là cách nhau đúng cái môn nào. Thôi 12 đô vào giữa sới thi đấu. Vì điều kiện thời tiết không cho phép nên là sân sới vẫn hơi trơn, nên các ông đô lưu ý. Trời mưa thì bật trời mưa, ta đi xem vật chả thấy mưa tí nào. Xin cảm ơn. Áo đô thi đấu tiếp tục. Không được bao nhiêu cô rồi vứa được. Không đi đâu rồi. Cái cạnh nó chạm mất rồi. Dưới sới thi đấu. Hai đô bạc này ngày xưa mày đi chơi về có cái kẹo đem cho nhau, thế nhưng nay lên sân sới là không nhường nhìn nhau. Đấy nào đấy. Liên cách cái bờ rào. Là thằng này là thằng này. Thi đấu hiệp thứ nhất, 12 đô ra sấy nghỉ. Sau các bậc Lê Duy Tiến, Trần Quốc Nam là trong khuôn khổ phá giải nhất. Nguyễn Văn Hùng, Vĩnh Phúc là Nguyễn Đá, Lý Thắng, Nguyễn Đình Thanh, Cát Quế đăng ký xin theo. Xin mời hai ông đô chuẩn bị. Sau khi xem vật thấy hay quá, anh Huấn tức là Huấn Bờ đội 2 Dương Liễu tặng cho ông đô nào thắng thì 200.000 đồng, thua thì là 100.000. Xin cảm ơn anh. Đề nghị khán giả cho tràng pháo tay cho hai đồng chí Ngao San. Rất nhiệt tình bà con ạ. Vì tương lai con em chúng ta nên là cứ chịu khó là được, chịu khó là có tất cả. Điểm mới chúng ta nó có hay của điểm mới của chúng ta như vậy. Hết giờ nghỉ, 12 đô vào tiếp tục thi đấu ở hiệp 2. Lê Duy Tiến, Trần Hữu Nam là đến các bậc giải nhất. Nguyễn Văn Hùng, Vĩnh Phúc, Nguyễn Đình Thanh, Cát Quế chuẩn bị. Thôi, 12 đô vào dưới thi đấu. Trong vật võ ở Điếm Ngói nói chung và xã Cát Quế, Điếm Ngói nói riêng và xã Cát Quế nói chung là từ xưa nay cổ truyền của chúng ta mang rất nhiều thành tích về quê hương. Thi đấu tích cực. Nhắc nhở đô xanh một lần. Ronaldo thi đấu tích cực. Tiếp tục. Anh Nguyễn Đình Toàn, Cát Tung tiến vào điểm mới 200.000 đồng. Xin thay mặt các cụ, ban tổ chức cảm ơn anh. Sau kêu vật ở giải nhì, sau là đến kêu vật của giải nhất là Nguyễn Đình Thanh, là Nguyễn Đình Khánh Hùng, hai đô và giới để chuẩn bị thi đấu. Hai em về bố mẹ hãy đừng bảo ban tổ chức khui vào vợt nhé. Ở hiệp thứ hai mất 3 phút 50 giây. Ông Hùng Lê Duy Tiến, người đã nhì thắng. Xin mời. Xin lỗi, người là người đã nhất thắng. Xin mời khán giả cho chàng vào đây.